Kênh kỹ thuật nông nghiệp Mekong Agi xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Xuất hiện trong video của chúng ta thì quý vị đang thấy đây là cây bưởi danh vào thời điểm gần 2 năm tuổi. Và ngày hôm nay trong video này thì chúng tôi muốn nhắn nhủ đến quý bà con chúng ta về cái cách thức mà chúng ta chuẩn bị mô liếp như thế nào để phù hợp cho việc canh tác cây bưởi nói riêng cũng như là cây có múi nói chung ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Do đặc thù của vùng đất của miền Tây thì sẽ gặp lũ lụt hàng năm, cũng như là cây của mình thì đối với loài cây này thì tương đối dễ mẫn cảm với nước. Khi mà chạm cái một tri cấp thì cây sẽ rất là dễ cái bệnh vàng lá thối rễ, một loại bệnh mà nó không biểu hiện trực tiếp phía bên trên mà do quá trình ủ bệnh, và khi cây xảy ra thì chúng ta sẽ rất là khó quản lý nấm bệnh. Ở cái hai cái mô bưởi này, để cho quý bà con chúng ta đang có ý định trồng cây bưởi thì chúng ta sẽ xem xét cái mô clip ở đây để mà chúng ta có thể có thêm thông tin và bà con có thể áp dụng để thực hiện khi mà chúng ta lên mô clip ở đồng bằng sông Cửu Long và để canh tác cây có múi. Thì ở đây thì quý vị cũng đã thấy rất rõ là mô liếp rất là cao quý vị. Hiện nay là quý vị nhìn cách với cái mực thủy cấp hiện nay ha, là gần cả mét quý vị. Đây là 1 mét chứ không phải là gần nữa. Thì cây bưởi của mình thì cây này thì tôi nhớ không rõ, nhưng mà đâu đó là phải đã trên 20 tháng rồi, nhưng mà không biết là đã đủ 2 năm hay chưa. Thì trên vườn này có diện tích tới khoảng 4 hecta là quý vị. Cây thì đương nhiên nó sẽ không đều hết như thế này, nhưng mà chúng tôi dừng ở đây để cho quý vị chúng ta thấy rõ về cái cách canh tác. Ở cây gần 2 năm tuổi thì chúng ta sẽ đạt một cái tán cây như thế này. Và mô liếp thì rất là cao, thì hai cái mô này nó khá là chuẩn, thì chúng tôi muốn dừng ở đây để cho bà con chúng ta quan sát. Đây thì chúng ta qua cái mô này ha, quý vị thấy cái mặt mô hiện nay là đã phía trên là đã hơn 1 mét, bên dưới là 2 mét mấy rồi, do cũng đã qua 2 lần bồi đắp. Và khi mà chúng ta chuẩn bị mô cao từ đầu á quý vị, thì trở về sau chúng ta sẽ rất là dễ chăm sóc trong cái việc bồi mô và chúng ta bổ sung dinh dưỡng. Nè quý vị nhìn xung quanh nè, ở trên clip thì hiện nay là cái mô bưởi nó cũng khá là cao ha, cho nên là cái việc bồi mô sau này của mình nó rất là dễ thực hiện. Và khi cây cao như thế này nè, thì đến thời điểm khoảng 3 năm, 4 năm á quý vị, thì lúc đó là cây đang mang trái những đợt đầu tiên. Thì như thế thì cái rễ cọc của mình á, cái phần rễ mà lớn nhất á, nó sẽ đi sâu xuống bên dưới. Và như vậy thì nó sẽ rất là lâu thì nó mới chạm được cái mực thủy cấp. Thì lúc đó chúng ta quản lý cái nấm bệnh vàng lá thối rễ nó sẽ rất là dễ. Còn nếu như mà đã nó chạm mực thủy cấp rồi mà chúng ta không có điều chỉnh được mực nước hàng năm, và đi vào mùa mưa, mùa lũ lụt, thì mà khi mà quay trở lại thì cái rễ cây của mình nó sẽ rất là dễ bị thối. Và lúc đó chúng ta xử lý rất là khó, tại vì lúc đó cái rễ nó đã sâu xuống bên dưới rồi, và cái việc chúng ta quản lý nấm bệnh không phải là một lần hai lần thì được. Nên là chúng ta chỉ có cách làm mô cao như thế này để chúng ta dễ chăm sóc. Và đương nhiên ở giai đoạn đầu thì bà con nên chuẩn bị cái hệ thống tưới tự động để mà chúng ta chủ động nước và không để cây mình bị thiếu nước trong những năm đầu tiên. Và khi cây lớn rồi thì cái hệ sinh thái xung quanh cây nó đã ổn định, nó phát triển tương đối đầy đủ rồi, thì bà con có thể là tưới nấm bệnh theo định kỳ hàng năm, có thể là đầu mùa mưa và cuối mùa mưa, để chúng ta quản lý cái nấm vàng lá thối rễ. Đây là một cái bệnh mà rất là quan trọng và xuất hiện rất là phổ biến ở miền Tây của chúng ta. Và bà con chúng ta hỏi là khi mà đã xảy ra rồi thì xử lý như thế nào, thì kính thưa quý vị, xử lý thì được nhưng mà hiệu quả chắc chắn là nó sẽ không mang lại cao, nhưng chi phí chắc chắn phải cao nha quý vị. Nên là đây là một cái điều mà chúng ta có thể là phun phòng, làm phòng trước đó thôi. Như vậy thì ở đây nhắc lại với quý vị là ngay từ đầu chúng ta nên chuẩn bị mô cao, có nghĩa là khoảng từ 0,8 trở lên chẳng hạn. Thì đó là cái lời khuyên của kênh chúng tôi, khi mà chúng tôi đi rất là nhiều vườn thì thấy cái việc đó nó phát triển rất là tốt. Chúng ta chuẩn bị hệ thống tưới để ngay từ đầu chủ động nước cho cây, tại vì mô cao thì cây của mình nó sẽ dễ bị hóc, cho nên là nó sẽ không phát triển mạnh giống như những cái vườn mà trồng mô thấp. Tuy nhiên đến năm thứ hai trở đi, như quý vị đã thấy ở đây, sau 1-2 lần bơi mô thì mô rất là lớn, cây nó sẽ đủ cái lượng đất tốt ở phía trên mặt để mà cây sử dụng cái lượng đất đó và phát triển cái tầng rễ phía bên trên thôi. Thì cái rễ cọc, cái rễ mà sâu nhất của nó không có đi sâu quá. Và bên trên thì chúng ta lại tiến hành cắt cành tạo tán để cho tạo ra một cái tán cây ổn định, nó tròn và nó không có quá cao. Tại nó cao quá thì rễ hay rễ bên dưới nó sẽ đi sâu. Tuy nhiên nếu như mà bên trên chúng ta điều tiết được thì cái rễ nó vẫn nằm, hiện nay nếu mà 2 năm thì vẫn còn nằm trên tầng mặt này, chưa ảnh hưởng đến cái việc mà thư cấp bên dưới. Thì tới thời điểm khoảng 3 năm, 4 năm thì cây nó ra trái. Thì lúc thời điểm đó mình nếu mà chúng ta quản lý nấm vàng lá thối rễ này cũng tương đối rất là dễ quý vị. Chúng ta chỉ cần tưới thuốc để quản lý nấm bệnh định kỳ từ đầu mùa mưa và cuối mưa là được. Còn tất cả những dịch hại khác thì chủ yếu nó xuất hiện trên cây, trên lá, trên trái, thì hầu hết là chúng ta vẫn có thể quan sát bằng mắt thường, thì chúng ta vẫn có những cái biện pháp quản lý hiệu quả và nó tốn ít chi phí hơn. Riêng đối với cái nấm vàng lá thối rễ thì chúng ta quản lý nó phải tốn rất là nhiều thuốc và phải tốn nhiều lần, và chúng ta phải ngừa trước, chứ chúng ta không có để khi mà cây đã xảy ra hiện tượng này rồi thì mới thực hiện thì nó sẽ rất là khó. Về cái mặt mô thì nó là như thế quý vị, nhưng mà về mặt clip cũng như là khoảng cách cây thì quý vị cũng có thể dựa theo cái đặc tính như thế này
thì vườn này đã thực hiện thì chúng tôi sẽ chia sẻ đầy đủ hơn cho quý vị tí xíu. Ở đó là khoảng cách cây thì trung bình khoảng từ 4 đến 5 mét theo quý vị ha. Thì một clip có thể là bà con chúng ta chuẩn bị mặt clip khoảng từ 6 đến 7 mét và chúng ta trồng hai hàng. Để cho cái tầng giữa này thì có đất, thì bà con thấy là cái tầng đất giữa này đang bị mất đi nè, là do chúng ta sẽ lấy tầng mặt để chúng ta bồi vào trong mô. Quý vị như thấy cái mô này hiện nay là chưa bồi nè. Cây thì có một số cây thì vẫn phát triển chưa tốt nha quý vị, nhưng mà cái mặt clip mặt mô quý vị thấy nè đó. Thì cái này chúng ta chỉ cần gãi một lớp hữu cơ lên, chúng ta kết hợp với lân hay humic gì đó, rồi xong rồi chúng ta lấy cái lớp đất này chúng ta bồi lên là mô sẽ rất là rộng và cây nó sẽ phát triển rễ xung quanh cái mô này, là không có đi sâu xuống bên dưới. Khi mà chúng ta kết hợp với cái biện pháp cắt cành tạo tán để mà cho cái tán cây của mình nó tròn và nó không có phát triển quá cao. Ví dụ như một cái cây ở đây, một cái cây đại diện nè, cây này còn nhỏ nè. Đó, quý vị thấy như cây này. Đó, tán rất là tròn ha. Đều. Vườn này đã cắt cành hơi trễ nha quý vị. Nếu mà chúng ta điều tiết cành trong một năm đầu tiên mà có tác động thì hiệu quả hơn nhiều rồi. Giống như một số vườn mà chúng tôi đã thực hiện cho cái vườn 15 tháng tuổi đó quý vị. Thì quý vị có thể xem lại những video đó của chúng tôi. Đó. Nè quý vị, nếu như mà năm sau mình có định bồi mô nữa đó quý vị, thì ở những cái phần lõm này nè thì chúng ta có thể lấy sình ở bên dưới cái mặt mương của chúng ta. Nếu mà sình nó tốt thì chúng ta gạt, có thể gãi một lớp vôi ở trên cái vết lõm này, xong rồi chúng ta đổ sình nó lên, thì năm sau thì chúng ta có thể tận dụng cái sình đó, nó sẽ trở thành một cái đất tốt để mà chúng ta bồi vào mô của mình nữa ha. Thì đó là cái cách chúng ta xử lý. Hiện nay là hầu hết trên vườn cây ăn trái như phổ biến như là vườn sầu riêng hoặc là vườn bưởi, là những cái vườn mà cần sử dụng cái mô líp lớn á, thì bà con chúng ta đang làm cái phương pháp như thế. Rồi, đó là một số chia sẻ về cái cách thức mà bà con sử dụng cái mô líp cho cây bưởi ở đồng bằng sông Cửu Long. Về mô thì bà con có thấy là rất là nhiều loại cây có thể giữ ẩm được ha. Trong đó có gao chai nè, quý vị như thấy mô này nè. Đó, gao chai đang phát triển mà những loại cây khác thì sẽ không có phát triển bằng. Thì gao chai này nó cũng không có quá cạnh tranh dinh dưỡng dưới cây bưởi của mình đâu quý vị. Tại vì cái phần bên ngoài là chủ yếu để giữ đất, chống xói mòn trong mùa mưa. Và khi mùa nắng như thế này thì cây nó chỉ giữ ẩm mà không tránh cái tình trạng bốc phát hơi của cái mô của mình. Và cây của mình khi đã lớn như thế này rồi ha, thì cái ẩm độ xung quanh cây nó rất là tốt. Và chúng ta chỉ cần tưới định kỳ hỗ trợ thêm cho cây thôi là cây đã đủ nước rồi. Mặc dù đây là mùa nắng ha, nhưng mà một số cây là đang phát triển rất là tốt quý vị. Đây là cái cách mà chúng ta để cái cỏ mô cho cái cây bưởi của mình ở mùa nắng nha quý vị. Những cái mô khác thì quý vị quan sát nè, thấy không? Cũng để cỏ mô như thế này rất hiệu quả quý vị. Rồi, một cái lưu ý nữa, nếu như quý vị muốn bồi mô thì chúng ta sẽ làm sạch cái phần cỏ ngay chân cái vị trí bồi ha, để mà mình lấy cái thân cỏ ra, để chúng ta không có để gì chúng ta đắp vô luôn, thì cái cỏ này khi mà nó phân hủy nó sẽ gây ra cái chất độc hữu cơ ảnh hưởng tới rễ bưởi của mình. Khi mình làm thì mình sẽ làm sạch cái phần phía bên đây, cái phần nào mình đắp vô đó, mình đắp vô thì mình lấy cái thân cỏ chỗ đó ra, rồi xong rồi mình tiến hành gãi hữu cơ, humic hay là lân gì đó tùy theo cái cách xử lý của bà con chúng ta. Xong rồi chúng ta lấy đất mới chúng ta đắp vô để mà chúng ta bồi thêm cho cái mô của mình ra. Và trong cái phần đó thì không có cái thân cỏ và ngọn cỏ trong đó, để tránh cái ngộ độc hữu cơ. Do cái phần này nó chưa có phân hủy, mà khi chúng ta đắp vào đó thì nó sẽ bắt đầu phân hủy, thì lúc đó nó sẽ tạo thành cái chất độc hữu cơ. Tuy nhiên nếu như chúng ta đem ra ngoài thì mô mốt nó khô rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể đắp lại trong mô bình thường, không có ảnh hưởng gì cả. Thì đây là tuy là một vấn đề nhỏ nha quý vị, nhưng mà gây ảnh hưởng lớn lắm nha quý vị ơi. Nên là chúng cố gắng chúng ta nhớ những cái điều này. Thì đây là một số cái lưu ý của kênh Kỹ thuật nông nghiệp Mekong Agri, liên quan tới cái việc mà bà con nên sử dụng mô líp như thế nào để phù hợp cho việc canh tác cây bưởi ở miền Tây, cũng như là cái phương pháp để mà chúng ta ứng phó với cái bệnh vàng lá thối rễ khi cây bước vào giai đoạn lấy năng suất trở về sau. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không làm những cái video liên quan tới việc cắt cành tạo tán nha quý vị. Tại vì là trên kênh hiện nay chúng tôi đã thực hiện khá là nhiều những video tương tự như thế rồi, thì bà con có thể tham khảo lại những video khác trên kênh của chúng tôi. Video của chúng tôi đến đây xin được phép kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và quý bà con đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Mọi thắc mắc thì bà con có thể để lại bình luận bên dưới video này, hoặc là gọi về số điện thoại 0979927527, thì chúng tôi sẽ trực tiếp trả lời cho quý bà con chúng ta. Và bà con nhớ đăng ký kênh nhé, để cập nhật những video tiếp theo của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.